bí quyết để anh chị trở thành bậc thầy sử dụng sức mạnh nhận thức và luật hấp dẫn đẳng cấp thế giới là hãy làm chủ cảm xúc của mình. Có rất nhiều anh chị dành thời gian, công sức và tiền bạc của mình để cho đi làm từ thiện, nhưng anh chị vẫn chưa có được một cuộc sống tự do, thành công và giàu có, là vì hằng ngày anh chị còn một thứ anh chị đã cho đi mà anh chị không hề biết, đó là để cho đi rất nhiều suy nghĩ ra ngoài vũ trụ. Đây chính là nguyên nhân gốc rễ kiến tạo nên cuộc đời của anh chị hiện nay. Lúc xưa chúng ta đi học đã biết một quy luật là không có điều gì tự sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ hơi nước thì chuyển hóa thành mây, mây chuyển hóa thành mưa, hoặc là một hạt bắp sẽ chuyển hóa thành cây bắp. Chứ hạt bắp nó không tự biến mất và cây bắp nó cũng không tự sinh ra. Vậy cái câu hỏi đặt ra là những suy nghĩ mà anh chị đã cho ra cuộc đời này chuyển hóa thành cái gì? Nó đã chuyển hóa thành cái những sự kiện và nó kiến tạo nên cái cuộc đời hiện tại của anh chị đó. Hằng ngày anh chị cho đi ngoài vũ trụ suy nghĩ gì nhiều nhất thì anh chị sẽ trở thành đúng chính xác như suy nghĩ ấy. Hằng ngày anh chị dành thời gian nghĩ về ai nhiều nhất, anh chị sẽ trở thành đúng chính xác người như vậy. Ví dụ theo có một người bạn suốt ngày là chê phụ nữ da đen, cuối cùng bây giờ có người vợ là da đen luôn. Theo siêu tuyệt vời, bí quyết để bậc thầy sử dụng sức mạnh nhận thức đẳng cấp thế giới, chủ cảm xúc của mình. Lúc xưa Theo không biết nên Theo đã cho ra ngoài vũ trụ những suy nghĩ về mình như sau: mình không đủ tốt, mình không đủ giỏi, mình không đủ thông minh, mình không đủ kiến thức, mình không đủ hiểu biết. Rồi trước khi làm một điều gì đó là Theo luôn cho ra cái suy nghĩ là mình không làm được, mình sẽ thất bại, thậm tệ, tài le từ lưa. Theo các anh chị thì những suy nghĩ này nó sẽ thu hút chuyển hóa thành điều gì ngoài cuộc sống của Theo đây? Chuyển hóa thành một con người làm gì cũng tệ luôn, làm gì cũng thất bại luôn, làm cái gì cũng không nên trò trống gì luôn, và không có được bất cứ thành công gì trong cuộc đời luôn, y chang vậy luôn các anh chị. Sau khi được vào câu lạc bộ và được người thầy thành công mình huấn luyện đã bảo là Theo phải đổi suy nghĩ đi, Theo không còn nghĩ gì chút nữa mà mình đã siêu tuyệt vời, sức mạnh tiềm thức ngon ngon. Theo là nhà vô địch, sinh ra trên đời Theo đã là nhà vô địch rồi, và Theo là người thành công, Theo là người chiến thắng, Theo là người học từ người thành công và thành công luôn, Theo là người luôn luôn đạt thành công trong mọi con đường, chỉ có thành công, đại thành công lớn mà thôi. Ghê không? Đó. Theo anh chị thì những suy nghĩ này chuyển hóa ra cho Theo một cuộc đời nó khác hơn không ạ? Vậy nên để làm chủ cuộc đời anh chị, chúng ta phải làm chủ suy nghĩ của mình. Vậy làm sao để làm chủ suy nghĩ của mình đây? Tiếp theo siêu tuyệt vời, Theo là nhà vô địch, ngon ngon. Làm chủ suy nghĩ của mình. Vậy làm sao để làm chủ suy nghĩ của mình đây? Mỗi một ngày tâm trí anh chị có hơn 60.000 suy nghĩ mỗi ngày, nên để mà làm chủ từng cái suy nghĩ là chúng ta cũng hơi bị quéo. Để biết được suy nghĩ nào là suy nghĩ tốt và suy nghĩ nào là không tốt cho anh chị thì anh chị sẽ dựa vào cái cảm xúc của mình. Có hai nhóm cảm xúc mà chúng ta cần lưu ý. Nhóm 1, bực tức, đố kỵ, ganh ghét, lo lắng, giận dữ, thất vọng, buồn chán, tuyệt vọng, chỉ trích, căm ghét, bối rối, sợ hãi. Nhóm cảm xúc số 2 gồm yêu thương, biết ơn, đam mê, nhiệt tình, hài lòng, vui mừng, hứng khởi, hy vọng. Cảm xúc xuất phát từ suy nghĩ. Khi có những cảm xúc nằm trong nhóm 1, hãy kiểm tra lại suy nghĩ của mình. Mình vừa nghĩ điều gì mà khiến cho mình có những cảm xúc ấy? Những cảm xúc trong nhóm 1 báo hiệu cho anh chị biết rằng những suy nghĩ của anh chị nó đang đi lạc hướng, nó không tốt cho anh chị đâu. Đổi đi, đổi đi, đổi đi. Và nếu như anh chị đang có những cái cảm xúc của nhóm số 2 thì có nghĩa rằng là suy nghĩ của anh chị đang rất tuyệt vời. Hãy giữ những suy nghĩ đó, hãy phát huy những suy nghĩ đó, hãy gia tăng những suy nghĩ đó.
Ví dụ nha, hôm nay chồng của anh chị đi về trễ, các chị bắt đầu bực bội lên, bực bội, tức giận lên. Cảm xúc đó đang báo hiệu là anh chị đang có cái suy nghĩ là người chồng của anh chị không tôn trọng anh chị, không yêu thương anh chị, nên anh chị bực bội. Đó, nhưng mà có cái người phụ nữ khác, khi mà chồng các anh chị đi về trễ thì chị ấy lại cảm thấy yêu thương, biết ơn nhiều hơn. Ồ, chị ấy nghĩ rằng nè, trời ơi, chồng mình thật là xuất sắc. Ồ, ông dành thời gian đi làm khuya lắc mới về, dành thời gian đi làm rồi phải tiếp công chuyện, tạo mối quan hệ, bây giờ chưa có về nhà luôn. Mình cảm thấy rất là biết ơn và lo lắng cho anh ấy. Thì anh chị lại có cái cảm xúc biết ơn. Vì vậy, việc của các anh chị là hãy tỉnh thức, quan sát bản thân, xem thử mình đang có cảm xúc gì và chuyển đổi cảm xúc bằng cách là chuyển đổi cái suy nghĩ của mình, để anh chị luôn làm chủ cảm xúc, là làm chủ cuộc đời, kiến tạo một cuộc đời tự do, thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Đó là quyền quyết định của anh chị.